Mẹ với Price đang đứng mua vé quý vị. Không biết là năm nay có lên giá không. Hồi năm trước là 15 đô á. Vậy cũng giống năm là trước. 30 đồng. Anh là 5 tuổi thành ra không tính tiền. Ok, go. Cũng giống năm trước, cũng 15 đồng. Nhưng mà năm nay đông hơn năm trước. À, đi theo nè, đi theo mẹ nha. Go, baby. Ờ, đi đi trước, đi restroom trước. Đi restroom rồi đi chơi cho mọi người. Ồ, đông quá ha. Đi đẩy cái đâu, cá hay đâu. Quá trời đông. Cái restroom mình đi. Đông quá trời luôn quý vị. Hồi năm trước là do dịch bệnh nên là bằng đi lên đây rất là vắng luôn. Đây là cái lối vô nè quý vị, lối vô của cái vườn hoa Decanso Garden. Đây là cái bản đồ của nó nè. Hai mẹ con bé Ray đang đi tìm em kìa. Không hiểu đi. Rồi sao? Phi kêu xếp cái hàng thật là dài luôn đó con. Không chịu thôi kệ đây đi. Bây giờ gia đình của bạn đang get line đi vô phía bên trong vườn hoa này quý vị. Rất là đông luôn quý vị. Yeah, get line mua vé xong rồi. Yeah, bây giờ phải get line đi vô cổng nữa. Bởi vì đang có mùa hoa tulip á nên là người ta đổ xô về đây rất là đông. Vì hoa tulip không có lâu quý vị, chỉ vài tuần thôi. Bởi vì cái khí hậu của Cali nó không có tốt bằng những cái vùng khác á, không có lạnh bằng những vùng khác nên là cái hoa tulip nó mau tàn lắm. Rồi ăn đi đi, mẹ đẩy xe. Rồi con đi đi. Come on up, con. Đi qua hoa tulip trước đi. Hoa tulip đây con. Tulip bên đây. Kìa hoa tulip kìa. Cũng muốn tàn rồi ha. Nắng quá đó. Kìa. Bên đó hình như có đây mấy em. Okay. Nguyên vườn kìa. Follow, follow mommy baby. Đi đến mommy con đi. Cởi áo cho con nha. Cởi áo cho nó mát. Đây quý vị. Đó. Quá trời luôn. Hai cái baby. Fresh. Hai cái con hoa tulip của con. Woo. Đã chưa? Đủ màu luôn. Để mẹ cởi màu trắng nè. Mẹ cởi cái này cho nó mát. Đủ màu luôn quý vị. Ồ nhiều lắm em. Dài tới kia luôn kìa. Dài tới kia. Cởi áo ra mới coi hoa được. Cởi áo mình xinh đẹp. Cởi áo cho mình. Cởi áo mình cất cho đây nè. Cất cho đây nè. Đẹp quá ha. Nhiều loại nhiều màu lắm, bên kia đó kìa, cái màu hồng đó kìa. Sao vậy con? Sao vậy? Qua đây con. Qua đây, xuống. Cái này ở trong mát nữa nó còn, ngoài này nắng nó héo à.
nắng của Cali mình nó nắng quá vậy, nên là mấy cái hoa mà nó ngoài nắng là coi như nó tàn hết. Ha, cái trong mát thì nó còn tươi ha, còn ngoài nắng nó tàn này, nó mau tàn phải không? Nó mới vừa lên hồi đầu tuần rồi, mà giờ là nó tàn rồi, mới có mấy ngày. Cái hoa này nó không chịu nổi. Lên trên con, đi tiếp con. Ồ, cây bông đẹp ha. Wow, cây gì lạ hả? Em, hoa lạ hả? Hồi mẹ vô đây hồi chụp, hoa đẹp quá ha. Thử cây này lạ quá, hoa trắng luôn. Đây, hoa tulip cho quý vị. Hoa tulip này không có cao ha, nhỏ. Đây, hơi cao cao. Có màu đỏ. Có cái chỗ này là nó mát rồi, nó bự nhất nè. Mấy cái này là nó nhỏ 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 mà. Nắng quá nó nhỏ xíu không. Wow, có màu vàng đó em. Hả? Màu lạ nè. Màu lạ ha. Dạ. Yeah. Baby qua đây với mami đi con. Đông lắm luôn quý vị. Rất là đông luôn. Quý vị coi kìa. Quá trời đông. Bên đây nè, sơ đồ bên đây nè. Phía trước kìa. Thẳng lên phía trước con. Thẳng lên. Này gì đây? Hạt giống cung cấp thức ăn cho động vật. Okay. Next Sunday, just get on in Santa Barbara and then we'll go to those driving cars, okay? Gì vậy con? Nó gì? Bóng đèn, bóng đèn con. Đèn á? Đi con. Tiếp tục. Ồ, ở phía trước còn vườn hoa kìa, Ray. Cái vườn hoa bên phải kìa. Vườn hoa bên phải con kìa, Ray. Wow. Đẹp lắm kìa, Ray ơi. Yes. Yeah, Ray vô đó ngồi đi, ba chụp cho tấm hình kìa. Ray. Đây nè, vườn hoa tulip nè con. Ôi, chụp cho tấm hình nè, đẹp lắm á. Quá trời đẹp. Mấy ẩn đi coi hoa mà nó ăn không à cô chú ơi. Ăn gì nữa đó. Ăn gì nữa. Ăn gì ăn. Ăn gì đó. Chơi làm gì vậy? Ăn gì? Chơi là chơi đứng nè. Chơi ơi. Hello.
Con ăn gì vậy? Ăn gì? Con làm gì vậy? Yeah! Con chạy qua hồ sơ đồ của con kìa. Sơ đồ? Con thấy sơ đồ thấy không? Thấy không Ân? Kìa sơ đồ kìa. Ân Ân đây nè, đây nè, đây nè, sơ đồ đang bơi nè, nè nè nè, sơ đồ đang bơi thấy không? Sơ đồ kìa, đó sơ đồ kìa, kìa đó 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 đó, thấy chưa? Đó đó. Cho đồ bơi, cho đồ bơi nè. Ừ, cho đồ bơi đó. Yes, cho đồ bơi nè. Ừ. Bơi cho đồ bơi nè, bơi đi mong cho đồ bơi. Ừ. Bơi nè, yes, kìa. Cho đồ bơi vậy đó hả? Kìa, kìa, cho đồ đi rồi kìa. Đi nhanh ghê chưa? Cho đồ chơi anh. À, ủa sao hôm nay, rùa có mấy con hả? Con nói gì? Bơi đi rồi. Kìa, giữa dòng nước kìa. Mẹ muốn, qua đó ngồi không? Đó qua ghế đó kìa. Ừ, ngồi nước hả? Ừ? Mẹ muốn đi vườn hoa hồng thôi, ảnh vườn hồng đi, lát có gì muốn vô vườn hồng trước. Đi con. Ok, thôi mình vô vườn hoa hồng đi anh. Quên kia con. Đi. Anh đẩy xe cho. Ok, đi qua vườn hoa hồng nè anh ơi. Nè quẹo phải đây nè, đi sâu trong cái vườn hoa này. Con có lấy nho hả? Lấy nho đi, lấy nho đi. Lấy nho ăn đi. Lấy đi. Còn làm bộ ngại ngùng. Ok, đi. Cẩn thận nha con. Trời ơi. Wow. Wow, hoa nở quá trời ha. Hoa này hoa gì không biết tên luôn. Ồ, còn dài trên cũng nở nha. Đi ăn. Cũng nở nè mẹ, đẹp không? Trời luôn. Yeah. Nè nhìn nè. Nhìn nè, nhìn nè. 1 2 3. Ân ơi. Muốn chụp tấm hình hả Ân? Ờ không nó dặn chứ hoa. Rồi đứng đó nha. Ừ đúng rồi, có đứng hoa màu trắng nó đẹp. Rồi nè, mày chụp cho tấm hình nè. Trời ơi. Smile. Smile. Ân ơi. Em làm gì em cười suốt ta. Hôm nay không có xe lửa ha.
Em lại em cười suốt à. Mẹ giờ em cười hoài luôn á mẹ. Em lại em cười hoài với em. Anh ơi đi lên đây con. Nhớ hồi năm nào mình đi là có xe lửa chạy ha. Hôm nay không thấy xe lửa nữa. Ăn đây đây. Trời ơi. Ồ, hoa này hoa gì đẹp quá ha. Này giống hoa huệ ha. Kiểu giống hoa huệ. Gì vậy con? Bị sao vậy? Ăn lấy nho. Ăn lấy nho ăn hả? Ăn nho. Trời, cây hồng môn này bự không? Ô, này không phải hồng môn. Đây là hoa Catalina. Phải không? Ừ, hoa Catalina. Hồng môn không, không, hoa Catalina. Hoa này là đặc trưng của vùng Monterey. Cây hoa anh đào kìa. Trời ơi, cây thiệt cây giả vậy? Trời ơi, khiếp vậy. Wow, trời ơi, cây hoa anh đào quá trời bông kìa. Cây giả em ơi. Thiệt cây giả. Trời ơi, sao bông không vậy? Trời ơi. Cái thiệt hả? Rồi cái bông kìa. Khiếp không? Hả? Thấy em? Bông không luôn. Có một cây một. Ở đây ngược nắng anh quay cũng được, cái qua anh kia anh quay qua cũng được. Em đứng đây nha. Trời ơi, cây hoa đào này khiếp luôn. Hoa không luôn. Wow. Hoa giống hoa huệ quá ha. Đường nào? Ngã ba tình. Này ngã ba tình thiệt luôn á. Nên đi bên 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 trái đi. Đi bên đây đi. Chọn người yêu lâu quá. Ân ơi, qua đây con. Wow, nở nguyên một vườn luôn á. Hoa đẹp chứ ha em.
Đi tiếp đi con. Ừ, đi con. Mami kem, 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 mami k